Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ với quý vị cách để chèn logo ảnh vào video bằng phần mềm ProShow ProDim. Trước hết, quý vị hãy chuẩn bị một video cho mình này. Rồi, bây giờ KTV sẽ mở cái ProShow ProDim lên này. Ok, bây giờ KTV sẽ kéo cái video vào đây. Đây là cái video và KTV sẽ kéo nó vào này, đặt nó vào slide này. Rồi, sau khi đã kéo cái video vào đây, quý vị để ý đến cái thanh menu này, quý vị chọn vào cái show, rồi quý vị chọn vào watermark. Quý vị để ý đến cái phía bên phải này, quý vị chọn Blows. Rồi bây giờ quý vị tìm đến cái logo mà quý vị để ở trong ổ cứng. Rồi quý vị open lên này. Ok, thì cái logo nó sẽ ra. Quý vị có thể di chuyển đến bất cứ vị trí nào của video, ok chưa? Quý vị chỉ cần để biểu tượng ngón bàn tay là có thể di chuyển được. Đó. Và quý vị di chuyển ra cái cạnh ngoài của logo này, nó sẽ có cái mũi tên hai chiều chéo như này, thì quý vị có thể thu nhỏ cái logo lại. Đó, thu nhỏ lại. Quý vị kéo xuống đây. Đó, ví dụ KTV sẽ để ở phía dưới này, góc tay trái. Đó, KTV sẽ thu nhỏ lại. Thu nhỏ. Ok chưa? Thì quý vị cũng có thể thu nhỏ cái cạnh bên này. Đây. Ok, quý vị chọn ok phía dưới này. Rồi bây giờ quý vị có thể kích vào play này để xem này. Đó, thì quý vị sẽ thấy cái hình logo ở phía dưới góc bên trái màn hình đây này. Đó. Rồi, xong quý vị chọn open này và quý vị save video vào này. Quý vị chọn vào video này để lưu này. Ở đây quý vị có thể chọn độ phân giải của video. Rồi quý vị chọn clip này. Quý vị chọn vị trí để lưu cái video này. Rồi quý vị đặt tên. Ok chưa? Chọn save này. Ok này. Rồi bây giờ KTV sẽ mở cái video và lưu này. Đây. Đó. Quý vị sẽ thấy cái logo mở mà KTV vừa kéo nó vào cái góc bên dưới đây này. Rồi, KTV xin kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.